ngày nhớ ai đến mùng 8 tháng 3. Mình đi mùng 8 tháng 3 về thì người ta đứng ở ngoài cửa nhân viên nhân cười. Mình bảo mẹ con điên nữa rồi, đây cái cùm lông. Mẹ con nhân ở đây. Gọi điện thằng chồng đến trở về thì không đi nữa. Xong về còn kéo đi viện luôn. Đến ngày sau. Thế là về đêm nó mới đau. Hôm sau lên ngủ nó bảo muộn quá đến giờ vàng rồi. Một mình nó học kỹ thuật mà. Một mình nữa, nó chỉ có một mình nó là con gái học kỹ thuật thôi. Nhưng mà thực ra đi làm chẳng làm cái việc gì đâu. Mẹ tính cứ sở dở hâm hâm. Loại gì ở công ty cũng tham gia. Đến lúc mà hấp hẳn rồi. À lấy thằng chồng làm cùng phòng em. À thế à. Thằng chồng trước làm công nhân thì mới vừa rồi chạy lên cho chồng lên là kỹ sư bên phòng em làm. Ừ. Tưởng online mẹ ấy. Công ty cho suốt ngày ăn chân đi đập mẫu. Chị đấy thì dính tài. Ngày xưa em rất sướng đấy. Tình mà thấy cái dính hay cơ. Cái dính nhận. Tự ứng viên nhận. Cứ được kiểu mất thần, thuần mất kiểu thế nào. Sáng em vừa nó không đi chợ sao? Hai đứa này chỉ đóng một lốt thôi. Kiều đấy, kiểu sáng em trông mơ cực. Người ta chỉ bật quá thì nó không đi được thôi. Hôm qua là đến 12 giờ cái 15 thì đi làm